Trinh. Cặp đôi với Angela Phương Trinh, oan gia ngoại hẹp với Angela Phương Trinh. Đó là diễn viên chàng soái ca đẹp trai của Việt Nam. Thông tin này chỉ dành riêng cho KBS World Radio lần đầu tiên bật mí trước và chưa có thông cáo báo chí tại Việt Nam. Mí trước đó là Mr. Global năm 2016. Đó chính là anh người mẫu diễn viên Hữu Vi. Hữu Vi sẽ vào một trong hai vai chính tiếp theo, nam chính tiếp theo trong phim. Có tiết lộ nhưng mà tiết lộ chút xíu.